Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump đã trở về nhà sau nỗ lực bị ám sát. Như Proba News đã đưa tin là cựu tổng thống Donald Trump đã trở về nhà sau khi một tay súng đã cố gắng ám sát ông trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania vào thứ bảy. Nguồn tin cho biết là cựu tổng thống Donald Trump đã trở về nhà vào lúc 12h30 sáng ngày Chủ nhật và ông vẫy tay chào trước ống kính trước khi ông xuống máy bay. Cựu tổng thống Donald Trump vẫn ổn và ông đã được an toàn khi trở lại nhà riêng của ông. Trong vụ ám sát này đã có một người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump bị bắn chết và hai người khác bị thương nặng. Trong một vụ vi phạm an ninh kinh hoàng này, hai súng đã trèo lên mái nhà gần đó và bắn cụ tổng thống Donald Trump tám phát súng từ một vị trí cao. cụ tổng thống Donald Trump đã bị thương nhẹ bên phía lỗ tai phải. Sau đó mật vụ đã đưa cụ tổng thống Donald Trump rời khỏi sân khấu khi ông dư nắm đấm lên không trung và hét lên đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh. Đồng thời, ngay lúc này, ông cũng được đưa đến một cơ sở y tế bằng xe cứu thương. Và sau đây là những gì cụ tổng thống Donald Trump đã đưa ra trong một tuyên bố trên nền tảng riêng của ông trên True Social vào tối thứ Bảy. Tôi muốn cảm ơn Mật vụ Hoa Kỳ và tất cả các cơ quan thực thi pháp lực vì phản ứng nhanh chóng của họ đối với vụ ám sát vừa xảy ra ở Butler, Pennsylvania. Quan trọng nhất tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của người đã bị thiệt mạng tại cuộc vận động này và tôi cũng gửi lời đến gia đình của hai người khác đang bị thương nặng. Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy có thể xảy ra ở đất nước chúng ta. Hiện tại không có thông tin gì về kẻ xả súng, hắn đã chết. Tôi đã bị bắn một viên đạn xuyên qua phần trên của tay phải. Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xuyên qua da của tôi có rất nhiều máu đã chảy ra. Vì vậy tôi nhận ra điều gì đó đã xảy ra. Chúa ban phúc lành cho nước Mỹ thưa quý vị thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái vấn đề nó cũng không có bình thường và chắc chắn rằng sẽ có một cái cuộc điều tra à, diễn ra nhưng mà có lẽ là cái cuộc điều tra này cũng không đi đến đâu bởi vì cái vấn đề này có thể tạm cho là cái vấn đề nội bộ tuy nhiên cái vấn đề chúng ta cần lưu ý ở đây là có một người đàn ông đã báo cho cơ quan mật vụ cũng như là cảnh sát biết là ông ấy đã thấy một cái gã đàn ông trèo lên cái mái nhà với một cây súng trường khoảng 3 tới 5 phút trước khi à, cái hung thủ này ra tay và cái người đàn ông này cho biết rằng là cái thông báo của ông ấy à, đã bị phớt lờ thêm một cái vấn đề nữa là dù sao thì cái tòa nhà này cũng phải nằm trong cái phạm vi được bảo vệ của mật vụ nhưng tại sao cái người dân họ thấy cái hung thủ leo lên mái nhà trong khi đó thì mật vụ không thấy và ngay lúc này thì đã có tay bắn tỉa của mật vụ ở trên mái nhà nhưng không biết vì lý do tại sao tay bắn tỉa này lại không bắn hung thủ mà chờ cho hung thủ bắn tám phát giết một người và bị thương ba người kể cả của tổng thống Donald Trump và sau khi hung thủ đã bắn xong tám phát súng thì tay bắn tỉa của mật vụ ngay lập tức bắn chết hung thủ có nghĩa là sau khi hung thủ đã chết thì mọi việc đã xong rất là gọn ghẽ có đúng không Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới Cục Điều tra Liên bang đã xác nhận một thanh niên 20 tuổi đến từ Paddle Park, Pennsylvania là sát thủ ám sát của Tổng thống Donald Trump. Như Brava News đã đưa tin là Cục Điều tra Liên bang đã xác nhận danh tính của cá nhân đã cố gắng ám sát của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động ở Butler, Pennsylvania. Cục Điều tra Liên bang đã công bố danh tính của nghi phạm. Hắn ta được xác định là Thomas Matthew Gross, 20 tuổi, là cư dân của Battle Park, Pennsylvania. Và sau đây là nội dung thông báo của Cục Điều tra Liên bang. Cục Điều tra Liên bang đã xác nhận Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, là cư dân của Battle Park, tại tiểu bang Pennsylvania, là đối tượng liên quan đến vụ ám sát của Tổng thống Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania. Đây vẫn là một cuộc điều tra đang diễn ra và đang tích cực và bất kỳ ai có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra này đều được khuyến khích gửi ảnh hoặc video trực tiếp. Nguồn tin cho biết là Cruz đã bị dính trên mái nhà của một nhà máy sản xuất cách sân khấu tại Butler Farm Show hơn 130 gia. Hắn ta đã bị lính bắn tỉa của mật vụ giết chết và thu hồi một khẩu súng kiểu AR-15 đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm, Battle Park là một ngôi làng cách nơi tổ chức cuộc vận động của cựu tổng thống Donald Trump tại Butler khoảng 40 dặm về phía nam. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này, à, cho đến thời điểm này, thì cục điều tra liên bang đã công bố danh tính của hung thủ là cái người ám sát của tổng thống Donald Trump. Và đồng thời qua cái nguồn tin này thì cũng có rất là nhiều cái câu hỏi được đặt ra là tại sao À, mật vụ lại để cho hung thủ bắn 6-7 phát súng trước khi hạ gục hung thủ Và thêm một cái vấn đề nữa là tại sao sở mật vụ lại không làm gì Khi nhân chứng nhìn thấy một người có vũ trang trèo lên mái nhà Cách cái cuộc vận động không xa lắm Thưa quý vị thì ngay bây giờ như chúng ta đều thấy là mọi cái vấn đề nó hoàn toàn không có bình thường Trong cái vụ ám sát này Nhưng chúng ta chưa biết cái thật hư câu chuyện nó xảy ra như thế nào đối với mật vụ và mình mong rằng sẽ có những cái cuộc điều tra có ý nghĩa để phơi bày tất cả những cái vấn đề bất bình thường cũng như là những cái vấn đề bí ẩn trong cái vụ ám sát này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới phiên điều trần khẩn cấp triệu tập giám đốc sở mật vụ để cho lời khai trước Hạ viện về vụ ám sát của Tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết là sở mật vụ Hoa Kỳ sẽ phải báo cáo cho quỹ ban giám sát của đảng Cộng hòa liên quan về vụ ám sát của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động ở Pennsylvania tin tức được nhân biểu Polina Luna của đảng Cộng hòa công bố trên mạng xã hội nêu rõ rằng quỹ ban đã được thông báo về vụ việc và sẽ tổ chức phiên điều trần khẩn cấp sớm nhất có thể. Đồng thời sở mật vụ đã phản hồi về việc giám sát của đảng Cộng hòa và sẽ báo cáo cho chúng tôi sớm nhất. Chúng tôi cũng đã thông báo cho sở mật vụ rằng chúng tôi sẽ tổ chức phiên điều trần khẩn cấp sớm nhất có thể để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra tại cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump. Giám đốc sở mật vụ đang được triệu tập để cho lời khai. Ngày giờ sẽ sớm được công bố như theo như Anna Luna đã viết trên Twitter. Vợ ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện của Đảng Cộng hòa, đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng ông đã liên hệ với sở mật vụ về báo cáo và cũng đang kêu gọi giám đốc sở mật vụ Kimberly Chido phải tham dự phiên điều trần. Ủy ban giám sát hạ viện sẽ sớm gửi thư mời chính thức. Và sau đây là những gì chim Kammer đã nói. Tôi cầu nguyện cho cựu tổng thống Donald Trump và các nạn nhân của vụ ám sát tại cuộc vận động hôm nay ở Pennsylvania. Tôi cảm ơn các thành viên mật vụ dũng cảm đã liều mạng để bảo vệ cựu tổng thống Donald Trump và những người yêu nước Mỹ trong số những người tham dự cuộc vận động đã giúp đỡ những người khác bị thương. Bạo lực chính trị dưới mọi hình thức là hành vi phi Mỹ và không thể chấp nhận được. Có rất nhiều câu hỏi và người Mỹ yêu cầu phải có câu trả lời. Ủy ban giám sát đã lặp lại những tình cảm này trong thông báo của họ. Đại biểu James Kammer đã mời giám đốc mật vụ Hoa Kỳ là Kim Pley Chido đến để cho lời khai tại phiên điều trần vào thứ Hai ngày 22 tháng 7. Người Mỹ yêu cầu phải có câu trả lời về vụ ám sát của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, The Gateway địch đã đưa tin rằng kẻ nổ súng đã dễ dàng nhìn thấy cựu tổng thống Donald Trump từ mái nhà của một công trình gần đó. Đây là địa điểm mà mặc dù đã điều tra và kiểm soát quyền ra vào trước khi sự việc xảy ra. Một lần nữa khiến người ta nghi ngờ rằng sự việc này đã xảy ra như thế. Và các nhân chứng khẳng định họ đã báo cáo cho mật vụ về một người đàn ông trên mái nhà có súng trường và họ không làm gì cho đến khi vụ ám sát đã bắt đầu thưa quý vị thì qua cái nguồn tin này thì có rất là nhiều người thì họ cho rằng đây không phải là một người đơn độc hành động một cách độc lập mà là hung thủ đã được phép cho vào một cái vị trí của mình trên mái nhà và được phép bắn cựu tổng thống Donald Trump và có lẽ như là mật vụ đã biết hung thủ đứng đó nhưng họ đã chờ cho đến khi hung thủ bắn tám hoặc là chín phát trước khi họ giết hung thủ thì đây là một kế hoạch chu toàn là hung thủ đã bị bắn mọi thứ sẽ được kết thúc và không còn bất cứ những cái manh mối nào để điều tra và điều này đã làm cho hai người bị thiệt mạng và hai người khác bị thương rất nghiêm trọng tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới Elon Musk người giàu nhất thế giới đã rời khỏi thế bị động và bắt đầu chi một khoản tiền rất lớn để bầu cử tổng thống Donald Trump làm tổng thống nguồn tin cho biết là ông chủ của Tesla và cũng là chủ sở hữu của Twitter là ông Elon Musk được cho là đã quyên góp một số tiền rất lớn cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm giúp cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Theo các nguồn tin ẩn danh quen thuộc với vấn đề này, nói với Bloomberg rằng Musk đã quyên góp một khoản tiền rất lớn cho American PAC. Theo hãng tin này, American PAC được mô tả là một nhóm hoạt động chủ yếu ở hậu trường để củng cố hoạt động thực địa của chiến dịch tranh cử của Trump. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng, khoản quyên góp này của Musk sẽ gây ra đòn tàn phá đối với tổng thống bảy đền và đảng dân chủ. Những nỗ lực của Musk đe dọa sẽ dán một đòn tàn phá đối với tổng thống bảy đền và đảng dân chủ. Những người vốn đã xa lầy trong cuộc chiến nội bộ về tương lai chính trị của tổng thống. Tin tức về khoản quyên góp được báo cáo của Musk xuất hiện khi ông ngày càng chỉ trích tổng thống bảy đền và các chính sách của chính quyền ông ấy. Musk cũng từng tiết lộ rằng cựu tổng thống Donald Trump đã gọi ông bất ngờ mà không có lý do. Thêm vào đó, vào tháng 5 năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC, Musk tuyên bố rằng câu chuyện về máy tính sách tay của anh thợ săn bị che giấu là can thiệp vào cuộc bầu cử. Đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm Musk cũng từng tuyên bố rằng cựu tổng thống Donald Trump sẽ được tái đắc cử trong một chiến thắng vang dội nếu như ông bị còng tài hoặc bị bắt giữ. Sau khi cựu tổng thống Donald Trump bị kết tội vào tháng 5 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh, Musk cho biết bất kỳ ai có liên quan đến phán quyết đều có nguy cơ nếu một cựu tổng thống bị kết án hình sự vì một vấn đề tầm thường như vậy. Thưa quý vị, thì như tất cả chúng ta đều biết, Elon Musk là một cái người âm thầm đứng về phía của Mega trong một cái thời gian rất rất lâu. Nhưng cho tới bây giờ thì ông ta mới thật sự cho công chúng biết ông là người đang ủng hộ của Tổng thống Donald Trump cũng như phong trào Mega. Và qua cái nguồn tin này thì đây cũng là một cái vấn đề rất là vui cho cựu Tổng thống Donald Trump cũng như những người ủng hộ ông. À, bởi vì Elon Musk đang quyên góp một cái số tiền rất lớn cho American Pacts, có nghĩa là cái uh, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Như tất cả chúng ta đều biết, thì uh, vào cái thời điểm này, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đang cần rất rất là nhiều tiền để uh, tập trung vào cái vấn đề chống uh, việc uh, thao túng cũng như là gian lận bầu cử cho cái cuộc bầu cử năm 2024 này. Nhưng uh, ngay bây giờ thì lại có Elon Musk là cái người chống lưng cho cựu tổng thống Donald Trump và đây là một cái vấn đề rất rất là tuyệt vời. Ngay bây giờ cựu tổng thống Donald Trump có được thêm cái sự hỗ trợ của Elon Musk thì cũng giống như là hậu đã được thêm cánh và đồng thời nếu như có được sự hỗ trợ của Elon Musk thì con đường đi đến chiến thắng của cựu tổng thống Donald Trump ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cuộc nói chuyện của Tổng thống Biden với các nhà tài trợ của ông ấy. Nguồn tin cho biết là theo một phóng viên của một tờ báo New York Times đã viết trong một bài đăng vào hôm thứ Sáu, là Tổng thống Biden được cho là đã nói với các nhà tài trợ qua điện thoại rằng đã đến lúc đặt cựu Tổng thống Donald Trump vào tâm điểm. Và lời bình luận của Tổng thống Biden vừa được đưa ra không bao lâu thì có tiếng súng nổ tại cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania vào thứ Bảy. Để đáp lại lời bình luận của Tổng thống bảy đơn, dân biểu Mike Collins đã viết như sau. Biện lý quận của đảng Cộng hòa tại quận Butler, Pennsylvania nên ngay lập tức đệ đơn kiện Tổng thống bảy đơn vì tội sử dụng ám sát của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là cái lời bình luận của Tổng thống bảy đơn Mặc dù nó vô tình hay là cố ý thì nhưng không lâu thì lại có một cái vụ nổ súng xảy ra trong cái cuộc vận động của cựu tổng thống Donald Trump thì ngay bây giờ có rất là nhiều cái câu hỏi được đặt ra có phải là cái vấn đề này nó có liên quan tới cái vụ ám sát của cựu tổng thống Donald Trump hay là không và cũng như ông Mike Collins, thì ông cho rằng là tổng thống biden đã xác động cái vấn đề ám sát nhưng đối với tổng thống biden thì vào cái thời điểm này chúng ta thật sự chúng ta không biết cái câu nào ông ta nói là thật và cái câu nào ông ta nói là giả và cái câu nào nói là có nghĩa và cái câu nào là không có nghĩa và nói về cái vấn đề mà ám sát của tổng thống Donald Trump thì ngay bây giờ chúng ta cũng không thể biết những cái thông tin nào là chính xác và thông tin nào là không chính xác cho nên tất cả chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi sau cái cuộc điều tra thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo